Người khách mời đặc biệt chiều hôm nay là nữ danh ca Phương Dung đã hiện diện nơi Pháp hội Vu Lan chiều hôm nay. Và có lẽ quý Phật tử nơi đạo tràng cũng đã từng gặp cô trở về đạo tràng Thiên Phước trong những năm qua để cùng ban tổ chức làm những công tác từ thiện xã hội để làm cho tốt đời đẹp đạo. Đây cũng là một cái đóng góp to lớn cho ngôi nhà Phật Pháp của chúng ta. Một lần nữa xin quý vị dâng cao những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nghệ danh của cô Phương Dung lấy tên là Phương Dung, nhưng chúng tôi vừa được nghe cô Phương Dung có pháp danh là Như Hạnh. Sau đó cô được thọ Bồ Tát giới lấy pháp danh là Hạnh Phương. Một người ca sĩ mà biết quy hướng về giáo pháp của nhà Phật là một điều hết sức quý báu giữa cuộc đời phong ba bão tố này, và được truyền trao giới pháp thọ Bồ Tát giới lại càng quý báu nhiều hơn nữa. Chính vì thế ca sĩ Phương Dung được hiện diện nơi lễ hội Vu Lan này cũng chính vì mục đích và ý nghĩa hôm nay. Xin thưa Phật tử Như Hạnh, ca sĩ Phương Dung, mô Phật. Những năm gần đây thầy biết rằng cô lui tới trở về Việt Nam rất nhiều để làm giám khảo cho những cuộc thi nhạc vàng, cũng như làm giám khảo cho các em thí sinh ở miền Tây đồng bằng sông Cửu Long. Song song bên cạnh đó, hôm nay chương trình giao lưu đến với cô. Theo thầy được biết thông tin, thời gian gần đây gần 5 năm, người mẹ của cô đã ra đi và không còn trên thế gian này nữa. Và cô cũng không có dịp để trở về gặp mẹ của mình dù là một lần sau cuối. Trước khi vào chuyện chính, xin mời cô giới thiệu sơ lược về bản thân của mình để cùng chia sẻ đến với toàn thể quý Phật tử nơi đây. Xin trân trọng kính mời ca sĩ. Mô Phật, con xin cảm ơn thầy. Có một nhà thơ đã nói: nếu mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu, tiếng mẹ cười. Phương Dung là một người con gái vừa mới sanh ra đã làm cho mẹ rất là cực khổ. Mẹ vừa là một người đầy tớ, vừa là một người cô giáo, vừa là một bác sĩ cho đứa con của mình, và sau đó lại là một người bạn của mình nữa. Những ngày tháng mẹ Phương Dung nuôi Phương Dung rất là cực khổ, và bệnh tới bệnh lui, đến độ có một lúc ở trong nhà có một cái quan tài nho nhỏ để chuẩn bị khi mà vừa xong là bỏ Phương Dung vô, là đem đi chôn. Nhưng mà trải qua bao nhiêu lần như vậy thì cái cô bé này vẫn không lìa đời mà sống cho đến 10, 11 tuổi. Thì từ đó cho đến bây giờ Phương Dung không hề có một cái bệnh nào nữa. Những ngày tháng mẹ ẵm trên tay, nằm trên võng để ru Phương Dung rất khó. Có một cái buổi nào mẹ được ngủ thẳng giấc, vì chỗ đó khi lớn lên Phương Dung đi hát, quý vị ngạc nhiên là sao cô này lại được mệnh danh là con nhạn trắng, là tự vì mẹ của Phương Dung thích Phương Dung mặc áo màu trắng, một cái màu áo của một người học trò đứng trên sân khấu và hát những bài hát mà mẹ ưa thích. Sau một thời gian dài làm con, rồi làm một bà mẹ với 8 người con, 6 người con trai và 2 cô con gái, luôn luôn Phương Dung hướng dẫn con mình. Quê ngoại của mẹ là ở Tầm Du, và quê ba của mẹ
là ở Gò Công. Phương Dung mong ước con của mình sau khi thành đạt sẽ về đây để làm một cái việc gì nho nhỏ cho quê hương của mình, và luôn luôn trong nhà lúc nào cũng bắt buộc phải nói tiếng Việt. Cháu nội, cháu ngoại đều biết ăn canh chua, biết ăn cá kho, biết ăn rau luộc, và tất cả các em đều có một cái lớp để học tiếng Việt. Phương Dung nghĩ là dù đi tới đâu, dù như thế nào, mình vẫn mang một dòng máu Việt Nam trong người. Có những cái cảnh của nước ngoài rất là đẹp, nhưng mà khi nhìn lại một con sông nhỏ, một chiếc đò ngang, một cây cầu khỉ, tự nhiên trong lòng mình có một cái niềm xúc động mà không thể nói nên lời. Cái đó là cái gì? Hôm nay có duyên lành được về đây để nói cho quý vị nghe một cái ký ức nho nhỏ của Phương Dung khi trở về Tầm Vu đi xuống đây. Nhìn lại dù cái cảnh đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà khi đi qua chợ Tầm Vu đến chợ Ông Văn, Phương Dung lại nhớ ngày nhỏ hay đi với bà ngoại mình đi trên những cái con đường đó. Bây giờ nhà cửa khang trang hơn, tất cả ruộng ngày xưa bây giờ là những cây thanh long, những vườn thanh long mênh mông. Dù vậy nhưng mà Phương Dung vẫn nhớ như in trong đầu của mình một con đường nhỏ, những bãi ruộng xanh vàng, và có những người nông phu đứng ở trên đó, có thể họ đi gặt, có thể họ lùa đàn trâu ra. Những kỷ niệm đó nằm trong tiềm thức của mình, và luôn luôn mong ước lúc nào cũng được trở về những cái mảnh ruộng, những khu vườn và những làng xóm xa xôi của thành phố Long An hay là Mỹ Tho. Nơi đó nó có chứa cả một cái tuổi thơ của người con gái, nó chứa cả tất cả những cái gì mà bây giờ muốn quay trở lại cũng không còn được nữa. Thưa quý vị, nếu mà tính với thời gian thì 26 năm nữa người con gái này được 100 tuổi. Và mong ước là ngày bốn tay này các con của Phương Dung về đây, Phương Dung sẽ dắt các em đi xuống đây để nhìn lại nơi mẹ mình sanh ra, nơi mẹ mình lớn lên, với những kỷ niệm mà cả một đời không phai giờ phai nhạt trong tâm, trong trí ức, và tất cả những kỷ niệm đó để dành lại cho thế hệ tiếp nối, để làm một cái việc gì nho nhỏ cho quê hương và đất nước Việt Nam. A Di Đà Phật. Qua lời chia sẻ ngắn về đoạn đường của Phật tử ca sĩ Phương Dung, từ nhỏ đã có bệnh tật, nhưng may thay cũng còn chút phước duyên cho đến ngày hôm nay. Và hôm nay thật sự Thầy mới biết được cái số tuổi của cô, 74 tuổi. Quá tuyệt vời. 74 tuổi so với người miền quê chúng ta đã lụng cụm rồi. Mà quý vị thấy 74 tuổi mà dõng dạc giống như người con gái 10 túm. Đây là một điều hết sức phải nói là cực kỳ so với những người sống ở nước ngoài, so với Việt Nam. Xin quý vị dâng cao những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và trong lúc mà Phương Dung đang được khán thính giả thương mến, thì Phương Dung phải ngừng lại. Tự vì giữa con đường danh vọng và cái bổn phận làm mẹ, một người đàn bà đã có gia đình, Phương Dung phải ngừng lại để đem tất cả lo lắng cho gia đình. Đó là cái ước mơ
Thưa quý vị, Phương Dung biết yêu rất sớm, 5 tuổi yêu rồi. Yêu điên cuồng, yêu say đắm, yêu đắm đuối. Và cái người yêu của Phương Dung có một cái tên rất đẹp, âm nhạc. Phương Dung yêu âm nhạc và dành tất cả tuổi trẻ của mình cho nghệ thuật. Nhưng mà khi đứng trước giữa hai con đường, mẹ là mẹ 8 người con và cái con đường đi hát, Phương Dung phải ngừng lại cái niềm ước mơ mà mình đã ôm ấp, mình đã theo đuổi suốt cả đời, để có thì giờ lo công việc nhà, lo cho các em. Phương Dung ra hải ngoại rất sớm, và các con của Phương Dung hiện nay đã thành đạt, có bác sĩ, có kỹ sư, có kiến trúc sư, có giáo sư. Và trong đó các em luôn luôn quay quần với nhau. Và thưa quý vị, con của Phương Dung không có tên Mỹ hay là tên Pháp, chỉ tên Việt Nam thôi. Và các em đã có dịp về đây, và các em nói con về để con học tiếng Việt. Tự vì cái tiếng Việt mình nó khó lắm, nó không như cái tiếng của người ta. Con chó đen thì kêu là con chó mực, con gà đen thì khác, rồi con ngựa đen thì là ngựa ô. Mà có khi Phương Dung hỏi con biết cái người đen là người gì không? Người đen là Chế Linh. Các em trở về để học tiếng Việt, và cái mơ ước sau này được trở về đây để đi từ Bắc đến Nam và làm công tác thiện nguyện cho tất cả những người kém may mắn hơn mình. Cảm ơn quý vị. Kính thưa ca sĩ Phương Dung, khoảng đời mà quý vị đã đến với con đường nghệ thuật âm nhạc bắt đầu từ khi nào, và cơ duyên nào mà quý vị được sang nơi xứ người? Và trong lúc ở những nơi đó, mẹ của quý vị trông ngóng từng giây từng phút, và những ngày cuối đời bà sẽ không gặp được người con gái yêu quý của mình nữa. Giờ đây, nơi lễ hội Vu Lan này, xin cô hãy chia sẻ đến với toàn thể đại chúng Phật tử những ngày cuối đời của mẹ. Quý vị không về được gặp mẹ dù là một lần sau cuối, tâm của mình lúc bấy giờ như thế nào, xin cô hãy chia sẻ với toàn thể đại chúng Phật tử. Cuối đời của người mẹ không gặp được người con gái, đó là một cái niềm bất hạnh cho Phương Dung. Nhưng mà có những hoàn cảnh mình muốn mà không được. Lúc bấy giờ thật sự Phương Dung có 2 cái nhà hàng quý vị. 2 cái nhà hàng, một cái là 200 chỗ ngồi và một cái là 60 chỗ ngồi. Và 8 đứa con, sáng sớm là phải đưa các em đến trường mẫu giáo, rồi phải đưa các em của trường nữ, rồi đưa các em đến trường nam, xong rồi còn phải đi chợ. Mà nếu mà bỏ cái công việc này thì ở trong bếp không có người nào coi á. Vì lý do đó mà Phương Dung không thể nào vì những đứa con đó mà mình không có dịp một lần cuối cùng để nhìn lại gương mặt mà mình đã từng thương mến và đã từng giúp đỡ cho mình, đã lo lắng cho mình, đã buồn khi mình hát không được tiếng vỗ tay nhiều. Những ngày đó cho đến bây giờ, khi nhắc lại, Phương Dung còn rất là xúc động. Nhưng mà thưa quý vị, người mẹ là một người hiểu con nhiều nhất. Dù tới phút cuối cùng, luôn luôn bà đưa 4 ngón tay lên, có nghĩa là chị Tư có về kịp không?
lúc nào cũng bốn ngón tay và hai dòng nước mắt thì chảy xuống. Chị Tư có về kịp không? Những giây phút đó, bây giờ nếu đổi lại, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, Phương Dung mong ước là tất cả những quý vị nào còn trẻ có thương mẹ mình, làm cái gì đó cho mẹ mình vui. Đó là một cái sự báo hiếu mà rất là quý giá. Và mong ước là các em luôn luôn yêu mẹ mình, làm cho mẹ mình cười, và luôn luôn nhớ lại lúc nào mình đi, mẹ cũng đứng ở ngoài ngõ để trông chờ cái bóng dáng của người con. Xin cảm ơn quý vị. Với nỗi niềm xúc động của người con khi xa quê hương, mà những ngày cuối đời của mẹ không được trở về nhìn lại lần cuối cùng, đây là một điều đau đớn lớn nhất mà khi chúng ta được làm con của mẹ, dù có bận bịu công việc gì, xin quý vị chúng ta cũng hãy nán lại giây phút nhìn lại mẹ của mình, bởi vì mẹ sẽ không cùng các con đến tận cuối cuộc đời. Phía hoàng hôn ấy, mẹ cũng sẽ từ từ bước ra đi. Mẹ không thể cùng các con đi mãi hết đường đời, mà mẹ chỉ đưa các con đến cuộc đời bình yên và hạnh phúc, rồi cho con có được những mái ấm tình yêu thương. Nhưng mẹ mãi ngàn đời cũng là mẹ của con. Xin thưa ca sĩ Phương Dung, một nỗi niềm xúc động mà trong thế gian này, kể cả Đức Phật cũng là người như chúng ta, Ngài cũng đã từng có cha và cũng từng có mẹ, thì chúng ta là người con Phật, chúng ta cũng có cha và cũng có mẹ. Những giây phút mà quý vị được ở bên cạnh mẹ, thiết nghĩ rằng rất ngắn ngủi, rất là ngắn ngủi. Và những giây phút xa mẹ lại rất nhiều. Giờ đây có lẽ quý vị muốn được gọi hai tiếng mẹ ơi, chắc có lẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ gọi được nữa. Cho nên tất cả những ai tham dự trong Pháp hội Vu Lan chiều hôm nay, chúng ta hãy trân quý và gìn giữ, cất giữ những tình yêu thương đậm đà sâu lắng mà khi mẹ còn biết, còn nhìn thấy được chúng ta khôn lớn từng ngày, từng giờ và từng phút. Và Thầy cũng xin thay lời cho ban tổ chức, xin được chia sẻ những nỗi niềm mất mát lớn nhất mà trong cuộc đời của cô đã mất đi một người mẹ, một người đem đến tình thương bao la vô tận mà thế gian này không ai sánh được. Thưa ca sĩ Phương Dung, sau thời gian đó khi mẹ qua đời và trở về Việt Nam, tâm của cô lúc bấy giờ khi về đến nhà, mẹ đã không còn nữa. Trong tâm của cô bây giờ như thế nào? Xin cô hãy chia sẻ với cùng tất cả mọi người nơi đây. Cảm ơn Thầy. Và khi trở về, mình không thấy bóng dáng người mẹ đứng chờ ngoài đường ngõ nữa, thì con có một cái cảm giác là cả cái thế gian này không còn cái gì mà con mong ngóng chờ đợi để được nhìn thấy gương mặt của mẹ, dù nhăn nheo, tóc đã bạc, lưng đã còng,
Nhưng mà những yếu tố đó không làm cho con bớt đi tình yêu đối với mẹ. Mẹ là một cái gì thiêng liêng nhất, mẹ là những cái gì cao cả nhất, và mẹ là tất cả những cái gì mà trong cuộc đời con mong mỏi để có được gần mẹ. Dù chỉ một giây phút thôi, con cũng xin chịu tất cả những gì bất hạnh tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Kính thưa chư vị khách quý và toàn thể đại chúng Phật tử hiện diện trong lễ hội Vu Lan năm 2019 sáng hôm nay, được tổ chức tại chùa Thiên Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Thưa tất cả quý vị, chắc có lẽ quý vị chúng ta ai cũng biết ca sĩ Thùy Trang là một người con của quê hương Chợ Gạo chúng ta. Và nơi đạo tràng chùa Thiên Phước có những cuộc lễ hay những công tác từ thiện, thì sau khi ca sĩ Thùy Trang nhận được lời mời của ban tổ chức, đều không từ chối bất kỳ một cuộc lễ nào, và sẵn sàng đón nhận để chia sẻ cùng với đạo tràng chúng ta trong những năm qua. Mà khi lễ hội Vu Lan bắt đầu từ năm 2013 cho đến nay, phải nói rằng ca sĩ Thùy Trang là một người con hiếu kính đối với cha mẹ của mình. Giờ phút này trong lễ hội Vu Lan hôm nay, chúng ta được gặp gỡ và được cùng ngồi chia sẻ, nghe những lời tâm tình của Thùy Trang gửi đến quý vị sau đây. Xin thưa Thùy Trang, thầy vẫn biết là quê của các vị tại huyện Chợ Gạo, nhưng có một lần thầy được Thùy Trang tâm sự hồi lúc còn nhỏ, thì được mẹ dẫn lên chùa Thiên Phước này. Thì quý vị chắc có lẽ trước 20 năm đó, ngôi chùa này quý vị có hình dung như thế nào, chứ không phải sau 10 năm như bây giờ chúng ta đang ngồi tại một giảng đường uy nghi tráng lệ như thế này. Thì Thùy Trang được mẹ dẫn đi chùa, lên ngôi chùa Thiên Phước này, và hôm nay cũng chính tại nơi ngôi chùa này, Thùy Trang được ngồi nơi đây để cùng tâm sự đến quý vị. Vậy giờ phút này, thầy xin mời Thùy Trang chia sẻ đến với đại chúng Phật tử, giới thiệu về đôi nét của mình, cũng như người mẹ kính yêu của quý vị trong suốt quãng đời khi còn mẹ bên cạnh. Xin kính mời Phật tử. Dạ, con kính thưa thầy, cũng như tất cả quý vị Phật tử. Con là một người con của quê hương Chợ Gạo Tiền Giang. Nhà con ở xã Đăng Hưng Phước gần chợ Ông Giang. Dạ. Ngày xưa con lúc còn nhỏ xíu, khoảng chừng 5-6 tuổi thôi, là con đã đi theo mẹ đến chùa này. Không hiểu sao mà cái lúc mà đi chùa thì nó xa lắm thầy. Dạ, từ nhà đến đây mà sao con thấy đi hoài nó không tới. Mà thường là sáng sớm đi mà tới trưa mới tới thầy. Tại vì ngày xưa là đi bộ không mà không có đi xe. Còn nhớ là mẹ đi xách cái giỏ điểm á thầy. Dạ, rồi đi theo mẹ lọn thoảng đi đến chùa. Mà thường đi chùa là tại xa quá, cho nên là đến chùa là không có về liền, cho nên là phải ở lại ngủ một đêm. Dạ, mà mỗi lần ngủ con còn nhớ chùa ngày xưa, con xin lỗi, chùa hồi xưa nghèo lắm thầy, rất là nghèo luôn á. Dạ, nghèo lắm. Con còn nhớ ở bên hông ở đây có một con sông nữa. Dạ, rồi tối ở lại ngủ thì nằm trên một cái phản như nè, cũng không có giường chiếu gì nữa, cứ nằm đó mà ngủ rất là ngon. Mà con còn nhớ một kỷ niệm rất là đáng thương là té xuống giường rồi cái mò mò ngồi dậy lên giường nằm ngủ tiếp
Dạ, mà cứ những cái kỷ niệm đó thì không bao giờ quên được. Và mỗi lần mà má đi chùa là cứ chạy theo, đòi theo má cho bằng được, mặc dù đường rất là xa. Dạ. Xin cảm ơn Thùy Trang, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thì Thùy Trang đã nhắc lại những kỷ niệm mà mình đã đi qua và có gắn bó với ngôi chùa Thiên Phước của chúng ta. Nhưng mà thầy cũng xin thêm một chút xíu này, nếu mà nói nghèo thì chưa đủ, phải nói nghèo rất mồng tơi. Dạ. Rất nghèo, xin thưa đại chúng. Dạ, cho con xin nói với thầy là đến chùa chỉ ăn cơm với chao thôi ạ. Mà ăn sao mà nó ngon gì đâu á thầy. Dạ. Lúc bây đó giờ không có đồ ăn nhiều không? Bây giờ dạ. Ăn chao nữa nổi không? Dạ, dạ cũng còn thèm ạ. Bây giờ chùa này không cho ăn chao nữa. Dạ. Sợ bị bệnh cho nên ăn món khác không cho ăn chao nữa. Dạ. Ngon hơn phải không thầy? Dạ. Dạ. Cho nên những kỷ niệm và những ký ức khó phai đó luôn luôn lúc nào cũng còn ẩn hiện trong lòng của mỗi người chúng ta khi có những cái kỷ niệm lúc còn mẹ. Và sau khi lớn lên trưởng thành thì nhân duyên nào mà đưa Thùy Trang đến con đường nghệ thuật âm nhạc? Xin mời Thùy Trang chia sẻ với đại chúng. Dạ. Ngày xưa thì Thùy Trang học ở dưới trường tỉnh, là một cô bé rất là quê mùa. Dạ, rồi khi học xong rồi lên Sài Gòn thì mình cũng không biết là, lúc đó nghèo lắm cũng không biết làm một cái gì nữa. Cho nên cứ lên Sài Gòn rồi đi ngang bên trường nghệ thuật sân khấu 2, bây giờ là trường đại học điện ảnh, có mở khóa thi. Thì Thùy Trang không có xin phép gia đình luôn, tại vì nghĩ là xin là gia đình cũng không cho theo học. Bởi vì thứ nhất là một người không có điều kiện, thứ hai là con xin lỗi là ngày xưa con rất là xấu xí, xấu lắm mà lại khờ nữa. Mà bước vào cái con đường nghệ thuật thì nó rất là chông chênh, gian nan lắm, cho nên gia đình không có cho. Nhưng mà thấy cái trường mở khóa thi cho nên Thùy Trang cứ đăng ký thi đại. Mà không hiểu sao là một tháng sau thì có kết quả là Thùy Trang đã đậu vào ngôi trường đó. Và gia đình cũng không cho đi. Thì Thùy Trang mới nói là con đam mê cái nghề này, xin lúc đó Thùy Trang ở chung với các anh chị, ba mẹ còn ở dưới quê. Dạ, cho nên là anh chị thì không cho đi, nhưng mà hỏi ý kiến của ba mẹ thì ba mẹ cho đi. Ba mẹ nói thôi con yêu nghề ca hát thì ba mẹ cho đi. Cho nên là từ đó Thùy Trang bước vào trường học. Trong vòng 3 năm thì Thùy Trang hoạt động nghệ thuật đến bây giờ ạ. Dạ, nhưng mà ngày xưa mà Thùy Trang mới ra trường á thì có lời mời, ngày xưa Trang học cải lương chứ không phải là hát nhạc. Thì khi mà Thùy Trang ra trường á thì có rất nhiều đoàn mời về hát, các đoàn tỉnh. Thì lúc đó thân con gái cho nên gia đình cũng không muốn cho đi xa. Mà Thùy Trang rất là may mắn là được các đoàn ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh mời về cộng tác. Cho nên từ đó mà Thùy Trang bước chân qua ca nhạc luôn. Cho nên Thùy Trang không có theo đoàn nữa. Và Trang nhớ kỷ niệm lần đầu tiên mà thợ mời Trang đi về Đà Lạt hát. Lúc đó là còn nhỏ lắm, gia đình không có cho đi. Thùy Trang mới nói bây giờ không biết làm sao, cho nên là đốt 3 cây nhang. Con cũng hơi tâm linh chút xíu, là con đốt 3 cây nhang. Con nói bây giờ trời Phật thương con, nếu mà 3 cây nhang này cháy hết thì cho con đi, con khăn gói con đi hát. Còn nếu như 3 cây nhang này nó tắt thì thôi con ở nhà, con không có làm nghề. Không hiểu sao Phật tổ thương, sao không biết là cháy hết 3 cây nhang. Cho nên là con hành trang lên đường và từ đó làm ca sĩ chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Hay quá, linh dạ. Quá, 3 cây nhang cháy được làm ca sĩ, bây giờ nổi như cồn Tân Long. Vô Phật. Dạ. A Di Đà Phật.